Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem video nha. Thì như em có chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn mình, khi mà cái cây mai của chúng ta muốn kín tàn, muốn cành nhánh nhiều, muốn nó lấp đầy các cái khoảng trống trên cây, thì chúng ta thường xuyên bấm chặn đọt rồi chặn ngọn, rồi cũng như là sử dụng các loại phân cho nó đi chồi để mà cái cây của chúng ta nó được kín tàn ha anh chị. Thì hôm nay đối với cây này, như anh chị xem trên màn hình, thì vừa rồi em có tiến hành bấm chặn đọt cũng như là gông lá cho nó để các cái chồi nó đi ra tiếp tục. Thì hôm nay thì em kiểm tra thì thấy chồi nó có ra, tuy nhiên là vẫn còn rất là nhiều chồi, nó chưa có vươn ra nhiều nè anh chị. Đây, những cái chồi này đang ra nhưng mà chưa vươn ra nè. Đó. Và đây. Những cái chồi này nó còn nè anh chị. Đây. Những cái mắt kim của cái chọi lá nè anh chị, nó chưa có vươn ra được đó. Thì em quay sơ lược cho anh chị em mình xem đó, như những cái mắt chọi, những cái mắt kim này, những cái chọi trong đây đó, nó chưa có vươn ra đó. Mà nếu chúng ta không bổ sung cho nó thì nó cứ nằm ì như vậy, chúng ta không bổ sung dinh dưỡng thì nó nằm ì như vậy, nó không có phát triển được mạnh ha anh chị đó. Thì hôm nay em sẽ tiến hành bón cái phân để mà giúp cho những cái chồi này nó sẽ bung ra, nó sẽ đâm ra dài ra. Đấy, là đó là cái thứ nhất. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục phun cái phân để mà cho nó tiếp tục nó bung chồi nhiều ra, lấp đầy những cái khoảng trống cây mai này ha. Đó, như anh chị xem thì cây mai này cơ bản là cái tàn nó tròn, tuy nhiên là nó còn rất là nhiều khoảng trống như ở đây ha anh chị. Đó, thì bây giờ chúng ta từ đây tới Tết thì còn tới 6-7 tháng lận. Cho nên bây giờ chúng ta cứ tiếp tục cho nó đi chồi thoải mái ha anh chị. Đó. Thì như em có chia sẻ với anh chị, ngoài những cái phân và thuốc chúng ta sử dụng định kỳ. Đó, phân thuốc sử dụng định kỳ thì gồm có 3 loại phun lá, 2 loại tưới gốc đó. Thì bên cạnh đó là còn sử dụng thêm những cái loại phân nâng cao thêm, như là phân 30-10-10, phân DAP và gà nén ha anh chị. Đó, trong cái giai đoạn đầu này ha, trong cái giai đoạn mà chúng ta muốn nó đi tược kính tàn đó, thì ta có thể sử dụng thêm 3 loại đó. Thì để mà nó đi tược thì chúng ta sẽ sử dụng cái phân có thành phần đạm cao. Thì trong đó là trên giường em có hướng dẫn anh chị em mình trong cái thời gian qua là sử dụng cái phân 30-10-10 ha anh chị. Đó, 30-10 để chúng ta tiến hành tưới vào cái cây này. Đó, tiến hành tưới vào cây này. Và cái nguyên tắc anh chị muốn cái cây nó đi tược mạnh anh chị, em chia sẻ cho anh chị một cái nguyên tắc như thế này mà có thể là chưa có ai chia sẻ với anh chị ha. Thứ nhất, anh chị muốn nó đi tàn mạnh thì đầu tiên anh chị phải chuẩn bị cho nó cái chất dinh dưỡng ở chất chồng, ở bộ rễ anh chị. Nó cho nó dinh dưỡng ở chất chồng bộ rễ trước. Rồi sau đó vài ngày sau chúng ta sẽ cho nó dinh dưỡng ở trên tàn lá. Em nói cụ thể hơn thì hôm nay em sẽ tiến hành tưới cái phân có thành phần đạm cao ở dưới cái chất chồng. Và 3 ngày sau em sẽ tiến hành phun trên lá cái phân có thành phần đạm cao, phân bón lá anh chị. Đó, để vừa kích thích từ bộ rễ từ bên trong cây và vừa kích thích từ bên ngoài cây. Đó, thì cái cây chúng ta nó sẽ phát tàn dữ hơn ha anh chị. Đó, như em quay cho anh chị mình xem cây này hôm nay ha. Và sau hôm nay em tưới phân, rồi 3 ngày nữa em phun phân, rồi sẽ quay cho anh chị em mình xem kết quả sau đó ha. Thì tất cả những gì em làm em đều quay lại cho anh chị mình xem kết quả hết, tất cả luôn ha anh chị. Từ trước đến nay thì anh chị nào có theo dõi kênh em thì đều biết em quay phân thuốc gì, em quay em làm cái gì ở trên cái giường mai em đều quay lại kết quả cho anh chị mình xem ha. Đó, thì cũng như hai cây bên đây anh chị, thì trước đó em có tiến hành là phun thuốc ngừa bệnh, thuốc sâu bọ chỉ, thì em cũng quay cho anh chị mình xem rồi. Thì hôm nay nó cái lá nó cũng xanh lên nhiều nè anh chị. Đó, lá nó đã bắt thuốc xanh lên nhiều. Và hôm nay em cũng tiến hành tưới phân cho những cái cây này để cho nó tiếp tục đi chồi thêm ha anh chị. Tại vì cái tàn này nó còn hơi nhỏ và xung quanh nó cũng chưa có được kín lắm anh chị, chưa được kín lắm ha. Thì em sẽ tiếp tục cho phân vào để cho nó đi kín tàn hơn. Và đồng thời em sẽ tưới những cây bự này luôn nha anh chị. Cây bự này và cây bên đây luôn. Đó. Thì nói chung là những cây nào em đang muốn đi tàn, muốn cho nó đi tàn nhiều hơn, muốn đi tược nhiều hơn,
muốn đâm chồi nhiều hơn thì em sẽ tiến hành tưới cái phân này ngày hôm nay ha anh chị. Đó thì bây giờ em sẽ tiến hành quay cái phân, loại phân mà em tưới ngày hôm nay cho anh chị em mình xem, và em sẽ hướng dẫn anh chị mình chi tiết cái cách sử dụng và cái cách tưới ha anh chị. Rồi thì đây là cái chỗ em sẽ tiến hành pha phân tưới cho anh chị mình xem ha. Thì cái loại phân em tưới ngày hôm nay anh chị, đó là phân này nha anh chị. Thì như em có chia sẻ với anh chị á, là bình thường em sử dụng cái phân 30-10-10 á anh chị, em có quay trước đó cho anh chị mình xem á, để cho giúp cái cây nó đi chồi ha. Thì do là hôm nay là chỗ cửa hàng báo là cái phân 30-10-10 đó chưa có hàng kịp, còn cỡ tuần 2 tuần nữa mới có, thì cho nên em mới sử dụng cái loại này. Và cái loại này trước đó em cũng có dùng rồi nha anh chị, cũng dùng rất là tốt, và cái giá nó cao hơn cái loại phân 30-10-10 kia khoảng 20.000 anh chị. Cho nên là em thường thì em sử dụng cái loại kia, em không sử dụng cái loại này, do cái loại này nó hơi mắc hơn anh chị. Tuy nhiên là tiền nào thì của đó, cái loại này thì nó hay hơn cái loại kia ha anh chị. Loại này hay hơn cái 30-10-10 kia. Thì mỗi lần em tưới nó hơi nhiều phân, cho nên em tiết kiệm nào được thì tiết kiệm. Nhưng mà nếu mà anh chị em mình dùng ít thì có thể dùng cái loại này cũng được. Đó, cái loại này là tốt hơn luôn. Cái này loại này là thành phần nó là 33-11-11 luôn. Nó hơn cái kia ha anh chị, cái kia 30-10-10. Đó, và đồng thời cái này cũng có cái thành phần là TE nè anh chị. TE là chung vi lượng nha. Đó, thì theo cái công dụng của nó trên bao bì anh chị có thể đọc nè. Đâm chồi khỏe, nhú đột nhanh, lá to xanh mướt ha. Đó, đẻ nhánh mập, đẻ nhánh mạnh, mập cộng nở bụi. Phục hồi cây và bộ rễ sau thu hoạch, tăng sức sống của cây, tăng khả năng quang hợp, tăng năng suất, tăng hiệu quả kinh tế ha. Và thành phần dưới nè, đạm 33%, lăng 11%, kali 11%. Trong đó có chung vi lượng là kẽm, bo, đồng, mangan, sắt và phụ gia đặc biệt ha anh chị. Đó. Thì đây là cái loại mà em chia sẻ anh chị em ngày hôm nay. Thì cái này nó có loại nửa ký. Hôm nay em xài loại này. Do hết cái loại 1 ký rồi. Thì loại 1 ký thì chắc mai mốt có. Rồi và có loại 1 ký ha anh chị. Loại này và loại 1 ký. Thì cái loại này mình pha cái liều lượng là 3 gram trên lít nước ha anh chị, để mình tưới gốc. Và mình phun lá thì mình phun 2 gram trên lít nước ha. Đó, cái loại này là rất là hay. A ha, ha anh chị, phân bón lá. Thì cái loại này thì nó hơi mắc hơn 30-10-10 kia. 30-10-10 kia thì công dụng em thấy nó cũng được. Cho nên là thường thì em sử dụng cái loại kia. Và em hướng dẫn anh chị mình cái loại kia, do là cái loại kia thì nó đơn giản, tiết kiệm hơn. Thì có thể nhiều anh chị sẽ thích cái loại tiết kiệm hơn ha. Còn cái loại này thì nó hơi cao tiền hơn cái loại kia. Nhưng mà hôm nay thì do hết cái loại kia rồi, em sử dụng cái loại này. Đó, loại này thì cũng rất là hay nha anh chị, kích chồi cực mạnh luôn. Là em sẽ quay, em tưới hôm nay và 3 ngày sau em sẽ phun lá, và sau đó em sẽ quay kết quả cho anh chị mình xem luôn ha. Thì em nói thế nào em cũng có điều quay kết quả hết ha anh chị. Đó thì loại này em có khui rồi, hồi nãy giờ em cũng có tưới cho một số cây trên vườn em rồi ha, tưới trước rồi. Đó, rồi bây giờ em sẽ tiến hành múc phân vào ha. Thì em sử dụng cái muỗng nào 3M để múc nữa ha anh chị. Thì đối với một thùng bê nước anh chị, thì em sẽ sử dụng 4 muỗng nha. Em sẽ sử dụng 4 muỗng tương đương là 3 gram trên lít. Thì thùng bê 20 lít em sẽ xài 60 gram ha. Đó, 4 muỗng nha anh chị. Ba muỗng. Anh chị thông cảm nha, cho em vừa quay vừa múc mà cái này nó cũng hơi cạn ở dưới rồi, cho nên em múc hơi khó, thì có gì anh chị em thông cảm bỏ qua nha. Đó, 4 muỗng này nãy giờ em múc nó không được đầy, nó không được bằng mặt, cho nên em múc thêm tí nha anh chị. Đây, múc thêm tí nữa nha. Đó. Rồi sau khi cho vào nước thì chúng ta quậy, quậy đều lên. Thì chỉ cần quậy nhẹ thôi là loại này nó tan rồi anh chị. Cái phân này nó tan rất là nhanh luôn. Chị, anh chị bỏ vào là tan muốn hết rồi, anh chị chỉ cần dùng cây quậy nhẹ cái nữa là tan hết. Và cái loại phân này khi anh chị đi tưới, pha nước tưới nó sẽ có màu hơi xanh xanh như anh chị xem trên màn hình này ha. Đó, hơi xanh xanh như anh chị xem trên màn hình đó. Đó rồi, quậy nhẹ lên vậy là tan đều rồi. Bây giờ em sẽ tiến hành tưới vào gốc cho anh chị mình xem ha.
Rồi thì bây giờ em sẽ tiến hành tưới vào cái cây này cho anh chị mình xem ha. Thì như em chia sẻ với anh chị rồi, thì không cần biết cái cây nó nằm chậu mấy hết, không cần biết cái cây nó bao nhiêu hoành, và không cần biết là tưới bao nhiêu nước hết. Chúng ta khi tưới phân chỉ cần pha đúng cái liều lượng như em nói, và sau đó chúng ta tưới đều xung quanh cái chất trồng ha anh chị. Tưới đều mà chúng ta cảm thấy nó thấm đều vô là được ha anh chị ha. Và quan trọng cái một điều là trước đó chúng ta trồng cái cây mai anh chị, trước đó chúng ta trồng cái cây mai thì chúng ta nên là chọn cái chậu cho nó phù hợp ha. Có cỏ thì chúng ta nhổ luôn ha anh chị, có cỏ thì chúng ta nhổ trước khi tưới phân cho cái phân nó được cái bộ rễ mai hấp thụ hết ha, không thôi là cỏ nó hấp thụ đó, cỏ nấm rồi đó chúng ta nhổ hết ha. Cái này cây mai con, cây mai con thì để lại đi, rồi chúng ta có sau này chúng ta có trồng thì trồng đó. Đó thì như cây này thì em tưới khoảng 3 ca rưỡi, 3 ca rưỡi đó anh chị, 3 ca rưỡi này thì không tới 3 ca rưỡi, thì múc lần thì không tới nhiêu. Thì cây này chắc phải tưới khoảng 4 lít nước đó anh chị. Cây này là nằm chậu 1 mét nha, chậu 1 mét là tưới khoảng 4 lít nước. Rồi tiếp theo em qua cây kế bên. Rồi cây này thì đang nằm chậu 8 tấc, nằm chậu 8 tấc nha, và cái hoành nó cũng khoảng 40, hoành khoảng 40. Tuy nhiên là em sẽ cũng sẽ không có canh là sử dụng bao nhiêu nước cho nó hết, mà em sẽ tiến hành tưới đều vòng vòng hết ha anh chị. Thì anh chị có thể áp dụng theo em ha. Quan trọng là lúc cái pha thuốc á, pha phân á, anh chị pha đúng cái liều lượng như em nói là được, pha đúng cái liều lượng như em nói là được nha. Còn về bao nhiêu lít á, thì không quan trọng đâu ha anh chị. Đó, chúng ta tưới vòng vòng ướt đều hết là được ha anh chị. Đó, đảm bảo cho cái nước phân của chúng ta ướt đều cái bộ rễ cây ha. Đó, như vậy là ok ha anh chị. Đó. Đó, cái tàn đó nè. Rồi thì như vậy là hôm nay em chia sẻ đến anh chị một cái nội dung, đó là giúp cho cái cây mai mình nó đi tược để nhánh nhiều ha. Thì nếu anh chị em mình thấy hợp lý thì có thể áp dụng theo ha anh chị. Đó, còn nếu mà anh chị nào không có áp dụng theo thì anh chị có thể xem cho vui ha. Thì đây là cái cách làm của riêng em trên cái vườn em trong cái thời gian qua tới bây giờ, thì em làm gì em chia sẻ cho anh chị em mình cái đó hết, và cái kết quả những cây mai em thế nào thì em cũng có điều chia sẻ cho anh chị em mình hết. Đó, thì em cảm ơn anh chị em đã xem video. Thì em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong các video tiếp theo nha.